Sáng 2 tháng 9 năm 2020, Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về việc bệnh nhân 764 tử vong. Bệnh nhân 764 là bệnh nhân nam, 67 tuổi, địa chỉ ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, tụ máu ngoài màng cứng. Bệnh nhân đã được xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 30 tháng 8, 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Tối 1 tháng 9, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang do các biến chứng của bệnh nền nặng. Chẩn đoán khi tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi, trên nền bệnh suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, tụ máu ngoài màng cứng, rối loạn đông máu và suy kiệt nặng. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7, bệnh nhân nhập viện tại khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Sáng ngày 14 tháng 7, bệnh nhân xuất viện. Ngày 15 tháng 7, bệnh nhân bị ngã nên nhập viện khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó chuyển qua điều trị tại khoa nội thận nội tiết cho đến ngày 28 tháng 7. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 7 tháng 8, kết quả xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang trong tình trạng khó thở và suy kiệt nặng. Đến ngày 1 tháng 9, bệnh nhân tử vong.